phát hiện biến thể anchovy lây lan mạnh nhất. Thưa quý vị, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, hai nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện chủng virus corona mới, tức là E2A, đang nhanh chóng thay thế các chủng virus khác để thống trị toàn cầu nhờ đột biến đặc biệt. Nhóm nghiên cứu tại Viện Gen học Y sinh của Ấn Độ tại Kalina của tiểu bang Bengal đã xác định là một biến thể anchovy gọi là E2A lây lan mạnh hơn và đang nhanh chóng thay thế các biến thể khác ở mọi khu vực địa lý, bao gồm cả Ấn Độ. Họ nhận thấy rằng là E2A đang trở thành là biến thể phổ biến trên toàn cầu, thay thế 10 loại khác, bao gồm biến thể O xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc. Nghiên cứu giải trình từ gen từ các biến thể anchovy của họ trên 3.636 bệnh nhân từ 55 quốc gia cho thấy rằng 1.854, tức là 51% mẫu vật thuộc loại là E2A. Ở Ấn Độ, 16, tức là 45% trong 35 trình tự gen virus là E2A. Nhiều nước trong đó có Ấn Độ ban đầu nhận biến thể O từ Trung Quốc, nhưng sau đó tiếp xúc các loại khác theo thời gian khi virus đột biến và tiến hóa, tạo ra thêm 10 biến thể nữa. Nhưng ở phần lớn các nước, E2A đang thế chỗ những biến thể còn lại và chiếm tới 80% ở Italy. Bartha Majumdar là nhà đi di truyền học ở NIPMG, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết rằng thật bất thường khi một biến thể hoành hành khắp thế giới, nhưng đó dường như là điều đang diễn ra lúc này. Majumdar và đồng nghiệp là Nidan Biswa đã tìm hiểu trình tự gen của E2A và phát hiện một đột biến đặc biệt có thể giúp nó xâm nhập tế bào phổi dễ hơn nhiều những loại khác. Đột biến này tạo ra thay đổi nhỏ trong cấu hình của protein hình gai mà virus sử dụng để bám và chui vào tế bào phổi của con người. Một loại virus càng bám và lây nhiễm tế bào hiệu quả thì càng lây lan trong dân số thành công hơn. Majumdar kết luận, chúng tôi tin rằng đột biến mang tới cho E2A lợi thế để trội hơn. Sahid Jamil là nhà virus học và cũng là giám đốc điều hành dự án The Wellcome Trust DBT India của Elan của chính phủ Ấn Độ và một cơ quan nghiên cứu ở Anh nhận xét. Phân tích của họ đã hé lộ sự tiến hóa bất ngờ để trở nên phổ biến của một biến thể anchovy. Kết quả cho thấy biến thể virus này lây nhiễm hiệu quả hơn các loại khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2020, tỷ lệ E2A tăng ở Brazil, Congo, Iceland, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. Nhóm nghiên cứu ở NIPMG đã không thể xác định rõ tình hình ở Trung Quốc, bởi nước này không cung cấp dữ liệu trình tự gen từ sau tháng 2. Theo họ, phát hiện có nhiều ý nghĩa đối với lại phát triển vaccine ngừa anchovy. Nếu biết biến thể phổ biến, các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào loại đó.